Xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Ham Tìm Tòi nhé. Cái chủ đề video hôm nay của kênh Ham Tìm Tòi sẽ là chia sẻ với các bạn về những cái mẹo vặt trên Zalo. Thứ nhất là cái kiểm tra xem thông tin Zalo xem có chính xác hay chưa, và nếu chưa thì thay đổi ra sao. Cái thứ hai là kiểm tra xem Zalo có đăng nhập trên cái thiết bị nào khác ngoài cái thiết bị mình đang sử dụng hay không. Và cái thứ ba là xóa cái bộ nhớ đệm Zalo để giúp giải phóng bộ nhớ, giúp cho máy mượt hơn và tăng tốc độ của máy lên. Thì đầu tiên để kiểm tra cái thông tin Zalo xem có chính xác hay không thì các bạn truy cập vào Zalo này. Tiếp theo ấn vào cái hình biểu tượng danh bạ này. Kích vào cái trang cá nhân của mình. Tiếp theo các bạn kích vào cái dấu 3 chấm bên góc phải màn hình và xem cái thông tin. Thì các bạn sẽ xem là cái tên của mình này. Và cái thông tin, trong cái thông tin này quan trọng nhất lưu ý đó là cái số điện thoại của, nếu các số điện thoại của các bạn mà sai, không may thì trong quá trình sử dụng các bạn bị thất Zalo bị lỗi thì sẽ không thể nào lấy lại được. Thì phải để ý cái số điện thoại. Còn nếu khi cái số điện thoại sai mà các bạn vẫn đăng nhập được Zalo thì hãy vào đổi số điện thoại đi. Đấy là cái chia sẻ thứ nhất. Cái chia sẻ thứ hai là mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách kiểm tra Zalo xem có đăng nhập trên thiết bị nào khác hay không. Cũng vào Zalo. Tiếp theo kích vào cái biểu tượng danh bạ. Tiếp theo là kích vào tài khoản và bảo mật. Thì trong cái tài khoản và bảo mật này thì là kích vào cái lịch sử đăng nhập. Lưu ý nếu như cái thiết bị bạn đăng nhập chỉ có một thiết bị bạn đang sử dụng trùng khớp thì không sao. Còn nếu như cái Zalo mà đăng nhập trên các thiết bị khác đang ở trạng thái đã đăng xuất thì cũng không vấn đề gì cả. Còn nếu như mà nó đăng nhập trên thiết bị khác nữa phải đổi mật khẩu ngay. Đấy là cái chia sẻ thứ hai của mình. Và cái chia sẻ thứ ba là xóa bộ nhớ đệm của Zalo. Thì để xóa được bộ nhớ đệm Zalo thì các bạn cũng làm kích hoạt vào Zalo này. Sau đó vào cái biểu tượng danh bạ này. Tiếp theo ấn vào bánh răng cài đặt này. Kích vào cái phần quản lý dữ liệu và bộ nhớ này. Hiện tại thì cái bộ nhớ đệm này chỉ có 405 MB thôi. Nhưng nếu các bạn mà không xóa, các bạn để lâu thì nó có thể lên đến 1GB, 2GB hoặc 3GB, 4GB gì đó. Nếu như những con máy đời cao thì cái bộ nhớ nó lớn thì không ảnh hưởng gì. Nhưng một số máy tầm trung hoặc là những con máy cấu hình nó thấp thì cái bộ nhớ đệm này khi sử dụng nhiều thì nó sẽ chiếm rất là nhiều cái bộ nhớ trong của mình. Thì làm cho cái máy của mình sẽ chạy chậm hơn. Thì sẽ xóa cái bộ nhớ đệm mà đi bằng cách kích vào cái xóa bộ nhớ đệm. Xóa bộ nhớ đệm này thì là xóa những cái dữ liệu tạm thời được sinh ra khi dùng Zalo, nên nội dung tin nhắn cũng sẽ không bị xóa nên không ảnh hưởng gì. Bạn kích vào cái xóa bộ nhớ đệm này, chọn xóa này, chờ một chút Zalo sẽ xử lý xong. Như vậy là cái bộ nhớ đệm không còn nữa. Trên đây là cái chia sẻ của mình về ba cái mẹo vặt sử dụng Zalo. Cái video của mình thì xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình, và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh của mình bởi vì nó hoàn toàn miễn phí.